Tin thời tiết đáng chú ý, sau hai tuần liên tiếp nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai luôn ở mức cao, dao động trong khoảng 35 đến 39 độ. Hôm nay trên địa bàn tỉnh bắt đầu có những cơn mưa giảm đi nắng nóng trong những ngày qua, báo hiệu mùa mưa cũng đã gần bắt đầu. Theo dự báo của Đại khí tượng thủy văn Đồng Nai, dự báo từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 5, mùa mưa chính thức bắt đầu trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên nắng nóng vẫn còn xuất hiện, xen lẫn trong các ngày giảm mưa hoặc trong những ngày không mưa, đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 nắng nóng mới có thể kết thúc hẳn khi mưa đã đều trên diện rộng. Đại khí tượng thủy văn Đồng Nai khuyến cáo những ngày này mưa dông có khả năng gia tăng kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Cây cối có thể gãy đổ nên người dân hết sức lưu ý khi lưu thông trên đường, nhất là trong lúc trời mưa.